Sáng ngày 2 tháng 3, Công an Quảng Ngãi cho biết đang tiếp tục làm rõ để hoàn tất hồ sơ đưa ra xử lý hành vi sản xuất và buôn bán phân bón giả đã phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức. Theo thông tin ban đầu từ Công an Quảng Ngãi, trước đó người dân trong tỉnh và vùng lân cận đã phản ánh về việc mua và sử dụng phải phân bón giả gây nhiều thiệt hại cho cây trồng. Từ kết quả xác minh và điều tra, Công an Quảng Ngãi đã tổ chức khám xét công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Việt Đức do ông Nguyễn Đức Đề, 47 tuổi, ở thôn Hà Nhai, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh làm giám đốc. Tại kho hàng của doanh nghiệp này, sau khi phát hiện và xác định chứa trên 271 tấn phân bón vi lượng giả, Công an Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố giám đốc Nguyễn Đức Đề về hành vi sản xuất buôn bán phân bón giả. Thượng tá Trần Anh Dũng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Quảng Ngãi cho biết, tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng tham gia đã khai báo vòng vo, quanh co nhằm chối tội. Này là do khách hàng họ cái giá nó thấp bây giờ họ buộc phải làm để cạnh tranh, mà trong này nó thiếu thành phần bo. Thiếu thành phần bo là thành phần như thế nào? Bo thì chống trộm trớ. Tuy nhiên, trước kết quả điều tra và bằng chứng mà cơ quan công an đã đưa ra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội, đồng thời cho biết số phân bón giả đã sản xuất trước đó tại cơ sở này được chở đi bán tại một số tỉnh ở miền Trung và Tây Nguyên. Công ty này là bán ở ngoài tỉnh, trên cái địa bàn của tỉnh Tây Nguyên và cái tỉnh phía Nam, và làm theo các cái đơn đặt hàng. Do vậy thì trinh sát cũng đã tiến hành thu thập tài liệu và cái quy trình sản xuất cũng như cái thủ đoạn và các cái việc liên quan đến cái hành vi sản xuất và mua bán của công ty này. Cái hàng giả này nó đến cho việc phân bón coi như đến cấp cai sản phẩm, đến nguồn đem lại chất lượng nó không có câu, nhưng mà giá thành rẻ cho nên là đến ảnh hưởng đến cái việc sản xuất của bà con nông dân rất là lớn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Quảng Ngãi tiếp tục làm rõ để xử lý theo luật định.